cay. Dạ các bạn, hôm nay anh em tôi cuối tuần làm cái món nộm tép đồng hoa chuối. Đây. Đây chuyên gia ở ẩm thực Trịnh Minh Sang. Chưa ăn đi. Ngon. Nhưng mà hôm qua say đây, ngon. Ngon đấy. Bảo ngon như hôm qua. Món này ăn qua say cảm thấy nó không ngon. Và món tim gà hầm ngải cứu nấu theo kiểu Trung Quốc, bún đậu mắm tôm, bún lá mắm tôm. Đấy, cuối tuần anh em tôi gà nấu gừng, canh gừng gà, rất nhiều món ngon đó. Đấy, quay làm gì ẩm thực đồng quê. Ẩm thực đồng quê đấy, rất đơn giản. Cái bữa hôm nay là tôi tính là sơ này, chi phí chỉ có 200.000 đồng, chi phí không đến lấy đâu 200, không đến 100.000. Tép thì 50.000, ba lạng tép, hoa chuối một cái 20, tim gà là 19.500. Ngải cứu hái ở vườn. Ngải cứu thì ra vườn hái. Ngải thịt ở chuồng. Tim gà là tôi mua 5 lạng, hôm nay mua trong Vinmart là 5 lạng tim gà nó bán có 19.500 đồng. Mớ ngải cứu 8.000. Ngải cứu hái ở vườn. Đấy. Hôm nay thấy rẻ mới bảo. Đi vào mấy túi. Vì nào nhỉ? Phải ăn. Ngon lắm bạn. Đi vào hết mà chạy các gì mà nó đề 79.000. Hôm nay định gom đơn hàng tim gà để bán. Nhưng mà ra kia toàn bán 75.900. Chỗ này nó bán 19.000. Chỗ này đây. Ừ. Vậy hôm tôi bảo chỗ này bán rẻ mà. Không phải ăn, nó bị nhầm, nó ghi nhầm, nó dán nhầm tem. Nhưng 79.000 nó vẫn rẻ hơn so với mình ăn trên kia. Ừ, so với mình ăn trên kia là mẹ 400 mấy nghìn rồi. Đấy. Đến hôm nay là tức mình mua luôn tim về ăn. Nào mời anh em mà. Còn mình đâu được tim, còn mình là mề mới nè. Thì đấy, làm đâu hết cả riêng luôn tim thật. Nào mời anh em. Tí nỏ nó siêu ấy. Siêu lợi nhuận. Lâu lắm là chưa ăn cả thưởng thức cái món nộm hoa chuối này nè. Hương vị chua. Chua, cho cái chua với chanh ở đấy. Đúng không vậy? Nó hơi vẻ. Nó bóp không kỹ. Bóp. Đời này ăn cái bên này này. Cái thằng này ta bảo là quay phim. Ta đi để đi. Rồi cái tốc này cơ. Mày quay rồi, tôi mời các anh em nhá. Anh em tôi thẩm lắm. Kết thúc video tại đây. Biết sao không?